when I saw you standing there. Under the stars, I knew it wouldn't be the last time. Scrolling through the memories of when we began, I couldn't find a single regret. We could run kính thưa vị đại diện, họ nhà gái, kính thưa các cụ ông, cụ bà và tất cả những người hiện diện. Hôm nay tôi được đại diện cho ông bà Thanh, họ nhà trai, đến để chứng nhận lễ vu quy cũng như là lễ ăn hỏi trong niềm vui hạnh phúc. Xin gửi đến quý cụ ông, cụ bà lời chào trân trọng nhất. Even in the hardest times, we found our way home, driving through the darkest of nights. We could write an endless story through the struggle and the glory. By your side, I will stay. Sinh lễ của họ nhà trai chúng tôi bao gồm 6 lễ vật, trong đó có trà rượu, bánh ngọt, cau trầu, tiền náp, cũng giống như những cái sinh lễ để đưa đến họ nhà gái trong cái dịp lễ vu quy để mừng cho các cháu, mà mong hai gia đình được kết hợp nên duyên thật đượm đà, sinh tốt. Kính mong quý vị đại diện và quý phụ huynh, các bậc cha mẹ đón nhận cho họ. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, thì bên nhà trai có mang đồ sinh lễ sang để xin con cháu như tôi về làm dâu sau nhà, con gái trong nhà. Thế thì tôi cũng xin đại diện họ nhà gái chấp nhận lễ. Set me on fire. Cháu là sang năm hạnh phúc nhé. Có nhiều con. Love, 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 love.